Anh gì? vợ chín mù á, nó mượn tôi qua coi nhà nó một đêm, nó đi đâu á bị Trời chồng hả, chồng nó mù không có biết đường sá hết trơn, người nó mượn tôi qua ngủ với một đêm á. ơi bà nội ơi, nghĩ sao đàn ông đàn bà mà ở trong đêm Trời gọn đất, làm gì bà sao? nó mù chết, nó biết cái gì mà làm Trời ơi, nó mù chứ cái thằng nhỏ nó không mù. thấy đường thấy sai đâu. Bộ làm chuyện đó phải thấy đường hả? Nó mù chứ nhỏ không mù. Thôi nghĩ đi. Mệt quá. Hay là muốn cảm giác người mù làm sao? Thôi nghĩ đi. Kể tội nghiệp nó đi lại à. Tội nghiệp đó, cái gì cũng chịu nó luôn. Mặt này xạo xạo, mặt này muốn gì nè. Chết rồi. Anh ơi, từ sao Gì? mà tao nuôi trâu bò gà vịt đó, một con đực là nó đạp nhiều con máy dữ vậy? Trời ơi dễ hiểu thôi. Đâu có càng mà nuôi nhiều cũng được. Ví dụ như ta nuôi 10 con bò đi, là có con bò đực chín bò cái, vậy là nhảy được rồi. Gà vịt cũng vậy. Làm sao điều được Sao không đều? vậy chứ, có mình ăn tôi vậy mà ăn không đều nữa, làm sao mấy con kia cả ngàn con sao đều được. Eo bị quanh năm suốt tháng có mình ăn bà, nhàm thấy mẹ luôn. Còn chín con đó mà nghe kỹ không, một con bò đực chín con bò cái thì chín con nó khác nhau. Bây giờ bà ông tìm được thí nghiệm đi, mà tìm chín bà nữa cho tôi coi Trời còn chậu ơi, không ý á. anh vậy là khác đó hả? Đúng rồi, nó khác nhau. Cự Ngày chú 77 tuổi lên sống tìm một nửa yêu thương đó, tới giờ có ai liên hệ với chú chưa? à, trong đó thì có nhiều cô rất trẻ, rất Dạ. đẹp, cả trăm người đó. Nhưng mà tôi nhất định là tôi chọn cô bé này là để làm một người bạn sống đời với Ủa là trời, công nhận ngoại đẹp dữ thiệt. tôi. Bởi vì á, cả trăm người là đẹp trẻ trẻ không, ngoại không chọn. Cũng may là mình không có liên hệ với ngoại à, chứ mình khoái ngoại dữ lắm luôn á, chứ phải liên hệ với ngoại, ngoại không chịu mình dục chết luôn. Mà trời ơi, công nhận ngoại đẹp trai dữ thiệt chồng. Tiếc quá trời tiếc. Anh ơi, bạn thân của anh á, nó rủ em đi du lịch với nó 3 ngày, nó cho em 2 triệu xài. Thì ấy thì đi với nó đi, nó mới trúng số rồi tiền nhóc luôn á. Ủa anh muốn ghen hả? Ghen gì, bè bạn ghen gì trời. Ờ nó gửi tin nhắn đó anh ơi, Gì đấy? nó rủ em đi nhà nghỉ với nó 1 tuần á, nó Ừ. mua cho em chiếc xe khách. Thôi gì bà tranh thủ bà đi đi 2 tuần luôn đi. Rồi bà lấy tôi chiếc Ôi là trời, tôi chỉ thử anh thôi, bộ tính đáp ứng chứ hả? Ủa thiệt chị luôn hả? ừ. Cầm vàng mà lội qua sông, vàng rơi không tiếc mà tiếc công cầm vàng, cuộc tình mà đứt đoạn dở dang. Mình đi không tiếc mà tiếc trái dưa gan mà của mình. Nào mấy chú kiếm cho tôi một người để là giải quyết cái số nợ của tôi là 200 mấy chục triệu, rồi tôi sẽ nhận người ấy là chồng, là trong cái nửa đời còn lại của tôi. Giờ nghèo quá không biết cái lấy gì để đền đáp cho anh ấy, thì bây giờ mình chỉ đền đáp là cái thân xác của mình thôi, chứ giờ không còn cái gì để lấy lòng của tôi rồi. Được được được, kèo này nè thơm nè, kèo này rẻ nè. Trời ơi hổng cái thằng kia kìa, nó mới có 27 tuổi thôi, đi cưới con vợ gì tốn 400-500 triệu, đi về con vợ nó có 45 kg. Còn cái gì này nè 80 mấy 90 kg luôn, mà về trả nợ có 200 ngoài triệu à. Rẻ đó, gán màn trả 200 ngoài triệu đi, rồi có kiệt sức có đói đi chăng nữa, nội hút mỡ bán rồi cũng đủ ăn gạo hàng ngày nữa. Kèo này được, quất chốt đơn, mình đi thu xếp. Thời buổi bây giờ ăn gì cũng ngán hết trơn á, chỉ có con cu là không ngán à. Đâu, bà nội này nói gì? Cho phải sao, con cá bắn con gà con vịt gì con nào cũng ngán hết trơn á. Chút nữa là tôi mặc con kia con chim cu ăn à, chim cu nó không có mỡ mà nó cháo đậu xanh ăn. Trời ơi, tôi nói mẹ nó mặn con chim bồ cu gì đi. Thì nó là con cu, Thôi, mệt. nó găng không à, thịt nó ngon lắm. Trời ơi, cu có răng nữa. Thôi thôi. Gần. Rồi mang đây chút cho tôi ăn đi. Rồi.